bạn đã nói được âm L chính xác. Hãy cùng luyện tập âm này ở các vị trí khác nhau trong một từ nhé. 1. Tập nói âm L nằm giữa một từ và giữa hai nguyên âm. Nói từ chilling với âm L dài. Chilling. Một vài bạn sẽ nói cái này quá dễ, trong khi một số khác có thể sẽ không nghĩ như vậy. Chú ý rằng cháu không di chuyển môi khi nói âm L sau nguyên âm I. Chilling. Cháu chỉ cong và đẩy lưỡi chạm vào hàm răng trên mà không di chuyển môi hoặc hàm. Nhìn vào gương, bạn sẽ thấy môi của bạn thực chất tròn lại, hàm hạ xuống và bạn nói chilling. Cách đọc này không đúng. Cách đọc âm L đúng là bạn chỉ dùng lưỡi để tạo âm đó, không được tròn môi và thả hàm xuống để bạn không nói âm U thay vì âm L. Và đây là một lỗi đặc trưng mà người Việt mắc phải. Như vậy, cách đọc không phải là chilling mà là chilling. Tập đọc từ chilling với âm L mà không di chuyển môi và hàm. Cười sẽ giúp bạn giữ vị trí môi chính xác và ngăn không cho nó di chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát môi của bạn khỏi việc di chuyển, thì hãy đặt hai ngón tay lên như thế này để giữ vị trí môi chính xác. Tập trung để lưỡi của bạn cong và chạm lên vòng miệng trên hoặc ở phần răng. Nếu bạn cảm thấy bạn vẫn không nói được âm L đúng, thì hãy tập lại âm này với âm ling thêm vài lần nữa. Dừng video.